Annyeong, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi vào mỗi tối thứ bảy cuối tuần với chuyên mục Kể chuyện bé nghe. Và hôm nay mình sẽ tâm sự cho các bạn những điều các bạn không nên làm khi bạn ở Hàn Quốc. Ok. À thôi, hôm nay bỏ cái intro đi, ngày nào cũng intro mệt quá. Hôm nay mình nghỉ intro tí nha. Các bạn ạ, ở Hàn Quốc có nhiều cái rất là khác với phong tục tập quán Việt Nam tụi mình, cho nên khi các bạn đến Hàn Quốc, các bạn nên lưu ý những điều sau nha. Điều đầu tiên các bạn nên nhớ đó chính là ở Hàn Quốc người ta rất là ghét việc bị chụp ảnh nha các bạn nhé. Khác với dân Việt Nam tụi mình, ví dụ như là khi mình đưa cái máy chụp hình lên là một đám bu vô đằng sau, làm đủ trò mèo, trò gà, trò đủ thứ đó đằng sau mình á. Nên là kiểu như là người Việt Nam mình rất là thích cái máy ảnh, cho nên khi mình bó lên chụp tụi nó làm trò mèo đằng sau mình, đó là chuyện bình thường ở Việt Nam mình. Nhưng mà khi các bạn ở Hàn Quốc nha các bạn nha, các bạn đưa máy lên rồi kêu đứa cái bên nó chụp, xong rồi mấy đứa nó sẽ như thế này nè: ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, làm vậy nè, xong rồi nó trốn tránh cứ như mà trốn tà đó các bạn. Nhìn mệt mỏi lắm các bạn. Thì những trường hợp như vậy thường là tụi nó thường không make up, hoặc là mấy người đó rất là ghét chụp máy ảnh, hoặc là người ta thấy người ta không quá đẹp, người ta tự ti về cái nhan sắc của người ta nên người ta không thích. Và có một cái cũng rất là khó chịu khi ở Hàn Quốc, và đặc biệt là những cái vlogger, là những người mà làm YouTube như tụi mình đó, đó chính là cầm cái máy quay ra ngoài đó mà mình bấm quay như thế này nè, mà lỡ dính cái mặt người khác vào bạn phải che đi. Còn nếu mà dính mặt người ta mà mình post lên mạng xã hội hoặc là lên công cộng như vậy đấy thì người ta có quyền kiện các bạn, cho nên các bạn phải cẩn thận. Nhưng mà cũng có một cái rất là vô duyên nhé, ví dụ như là khi mà mình cầm máy quay lên mình quay, đây là mình quay mình mà mình quay tôi quay cái cảnh xung quanh tôi, mấy người chen vô cái chỗ màn hình của người ta là mấy người tại mấy người, đúng không các bạn? Tại mấy người mà chỗ người ta đang quay biểu đi vô đứng chi, rồi xong người ta post lên, xong rồi lại nói người ta này nói người ta nọ, thấy không các bạn? Thế nên có những cái rất là khó chịu khi ở Hàn Quốc, và đặc biệt là những các bạn mà làm vlog hay là YouTuber rất là khó chịu. Và đặc biệt là như mình cảm thấy là cái việc mà cầm máy quay ra ngoài đi quay vlog là một cái gọi là khó khăn khi mình sống ở Hàn Quốc, cho nên mình rất là ngại làm những cái vlog như vậy. Số 2. Điều này thì các bạn cũng không cần quan tâm lắm nữa, các bạn ở Việt Nam hoặc là các bạn không biết tiếng Hàn, các bạn có thể chào người Hàn là Annyeong. Các bạn phải lên giọng vậy đó, nghe cho nó gớm gớm kinh kinh như là mấy đứa con gái. Annyeong vậy đó các bạn ạ. Ở Việt Nam các bạn chào thì không sao, nhưng mà khi các bạn qua Hàn Quốc rồi đó, vậy là các bạn qua đây để học tập hoặc là làm việc á, các bạn chào cái câu vậy với những người lớn hoặc là những người mà kiểu như là người ta có chức vụ cao, các bạn Annyeong một cái nha, là người ta sẽ rất là ghét các bạn nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu đó chỉ là dùng cho người bạn bè hoặc là những người thấp hơn mình thôi, người ta chào nhau là Annyeong, kiểu như là thay vì mình nói là à con chào cô, con chào chú, nghĩa là chào thầy cô giáo này nọ đó, à con chào thầy, thì mình chào Annyeong như vậy, kiểu như là chào. Cái tính chất của câu Annyeong là như vậy đó, kiểu là những người thân thiết với nhau người ta mới chào nhau như vậy thôi. Còn mình muốn chào cái người lớn mình phải chào nguyên câu là Annyeonghaseyo đó, thì các bạn phải chào nguyên cụm 5 câu như vậy, các bạn phải tập thường xuyên lên. Mặc dù là mình biết là các bạn lâu lâu các bạn phản ứng như là các bạn coi phim Hàn Quốc nhiều, các bạn thấy là Annyeong, người ta chào như vậy, mình chào vậy cũng đâu có sao đâu, đương nhiên đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi các bạn qua Hàn Quốc các bạn nên lưu ý cái điều đó, đó là mình không nên chào những người lớn bằng cái từ Annyeong như vậy. Ví dụ như mình nào mình đi làm ở văn phòng á, có một con bé Hàn Quốc, alo, con bé Trung Quốc chứ học tiếng Hàn ở bên đó, thì con bé này không biết thì sao, chắc cũng thích mình lắm hay sao á, nó cứ vô văn phòng thấy mình nó tưng tưng vậy nè, nó thấy mình cái Annyeong. Trong khi mình á, là mặc dù là mình không phải là thầy cô giáo trong đó, nhưng mình cũng là nhân viên, nghĩa là mình cũng có chức vụ ở trong rồi, mà bả ngồi mà bả nhìn bả cũng nhỏ lắm, bả khoảng 20 tuổi thôi, trong khi mình 25 tuổi, bả cứ ngồi bả cứ Annyeong vậy, kiểu như là nhìn rất là, mặc dù là mình cũng không quan trọng cái việc mà chào như vậy lắm, nhưng mà đôi khi những người lớn người ta cảm thấy như là mình cảm thấy bị ngang hàng, hoặc là bị cảm thấy là tụi nó không có tôn trọng mình bằng cách chào như vậy, cho nên các bạn phải để ý cái từ chào như vậy nha. Cũng có một số trường hợp những cái từ khác như là mia hay là chue song hay là gì đó nó bị thiếu cái đuôi câu, thì những trường hợp như vậy các bạn cũng phải để ý nếu các bạn đang học tiếng Hàn ha, tại vì bây giờ đây không phải là tiết lớp học tiếng Hàn của thầy Ân, cho nên là các bạn thông cảm ha. Ở Hàn Quốc có một cái nữa là các bạn ạ, khi các bạn đi tàu điện ngầm các bạn nhớ nha, có một cái dãy ghế gọi là dãy ghế cho người già, tuyệt đối không bao giờ chúng ta được ngồi lên cái dãy ghế người già đó. Các bạn nhớ nè, là cái dãy đó chỉ dành cho người già thôi, cho dù nó có bị trống đi chăng nữa các bạn cũng không bao giờ được ngồi lên đó. Hôm bữa mình đang đi tàu điện ngầm mình thấy hai chị người Việt Nam luôn, tại vì hai chị đó ngồi nói chuyện nhau bình thường, mình nghe mình hiểu hết, cho nên mình biết là người Việt Nam, mà hai chị đó chắc không biết cái quy định ở đó là người trẻ hoặc là người bình thường á không được phép ngồi lên cái chỗ dãy ghế người già đó, thậm chí là trẻ em cũng không được ngồi, khi nào chỉ có người già mới được ngồi thôi.
Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt, đó là trường hợp của xe buýt. Các bạn nhớ nha, xe buýt nó có một cái dãy ghế là dãy ghế màu hồng và dãy ghế màu vàng. Dãy ghế màu hồng á là dãy ghế dành cho người già, còn dãy dãy ghế màu vàng á là dãy ghế dành cho người già, còn dãy ghế màu hồng là dãy ghế dành cho người có bầu, nghĩa là người mang thai đấy. Thì các bạn nhớ nè, trường hợp xe buýt mình không biết tại sao người ta lại có quyền được ngồi lên những chỗ như vậy. Thì đa số là người trẻ, người gì mắt có thể ngồi lên, nhưng mà khi nào các bạn thấy người già hoặc là người có bầu á thì các bạn phải tránh ra để cho người ta vào, người ta ngồi chỗ đó, đó là ghế ưu tiên. Nhưng mà cũng có một số trường hợp rất là ngộ ở Hàn Quốc, đó chính là người ta toàn bộ người ta đều cái nhường dãy ghế ở người già ở trên tàu điện ngầm. Người ta không bao giờ người ta ngồi lên đó nếu người ta là người trẻ. Nhưng mà có nhiều trường hợp là những người trẻ người ta lại ngồi lên cái chỗ dãy ghế người già, mà thậm chí có người già tới người ta cũng giả vờ người ta đang ngủ, hoặc là người ta bấm điện thoại, người ta làm đủ trò mèo để người ta trốn hết đó. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Và các bạn cũng nhớ một cái lưu ý nè, đó chính là khi các bạn nhường cái ghế mà trên tàu điện ngầm cho người già đấy, thì có một số người người ta lại không muốn được bị nhường, là những ông già bà già. Nghĩa là người ta cảm thấy là nếu mà bị nhường là kiểu như là tụi mày nói tao già chứ gì đó, thì người ta rất là ghét. Nhưng mà mình có ý tốt, mà đa số là người Việt Nam mình hay có cái ý tốt là hay nhường ghế lắm. Mình đi chơi với mấy đứa bạn mình thấy là người Việt Nam hay nhường hơn là mấy đứa Hàn Quốc. Thì dường như vậy, nhưng mà cũng có rất là nhiều người người ta không thích cái vấn đề đó, cho nên là các bạn phải cẩn thận ha. Có một cái đặc biệt này là cũng trước khi các bạn qua Hàn Quốc, các bạn nghe một bên, đó chính là bên trung tâm du học các bạn ạ. Có rất nhiều trung tâm du học uy tín thì các bạn nên tin tưởng. Đó là tùy các bạn thôi, các bạn nên hỏi người này người nọ chứ không phải hỏi một mình. Tại vì mình cũng chẳng biết cái trung tâm nào mà trung tâm du học tốt cho các bạn hết, tại vì mình tự làm hồ sơ qua đây, cho nên là mình không thể nào tư vấn cho các bạn về trung tâm du học. Nhưng mà các bạn để ý nè, các bạn phải né những cái du tâm, cái trung tâm du học ra, những cái trung tâm du học mà nó hứa lèo các bạn ạ. Những trung tâm du học hứa lèo nghĩa là sao? Các bạn vào cái trung tâm đó, các bạn chỉ cần 3 bước để các bạn có thể biết trung tâm đó là trung tâm mà kiểu như là nói này nói nọ, hứa này hứa nọ, xong làm đủ cho mèo để các bạn qua, xong người ta bỏ là sao? Thứ nhất, người ta nói là em ơi, bây giờ em qua Hàn Quốc đi, bảo đảm là em vừa làm vừa kiếm tiền, chắc chắn luôn em sẽ kiếm tiền được và em lo được học phí. Câu đó là câu thứ nhất. Câu số 2 đó chính là trời ơi, em ơi, bây giờ Hàn Quốc nhiều công việc lắm, em không cần phải lo, em qua đó là em có việc thôi, là câu số 2. Câu số 3 nữa là em chỉ cần qua Hàn Quốc đi là bên trung tâm rồi mấy thầy mấy cô người Hàn, cứ biết thầy cô sẽ lo cho em hết những công việc, em chỉ cần bữa đó em học thôi là xong, sẽ có người lo cho em công việc. Đó là câu số 3. Các bạn nghe 3 câu này thôi, bất cứ cái trung tâm nào mà toát nó hét lên được 3 câu này, nghĩa là cái trung tâm đó là trung tâm không có uy tín rồi các bạn. Không có ai mà hứa chắc chắn được cho các bạn cái công việc làm ở Hàn Quốc đâu. Và dạo này là bên Hàn Quốc á là Việt Nam trốn quá nhiều. Vậy là các bạn phải hiểu như vậy nè, khi các bạn đi du học xong một thời gian rồi các bạn đi về, cứ đi qua đi về, người này qua người kia về, thì đương nhiên là cái vòng tuần hoàn như vậy thì các bạn sẽ gọi là có chỗ trống để các bạn có thể đi làm thêm. Nhưng mà dạo này Việt Nam qua trốn quá là nhiều đấy các bạn ơi, trốn quá trời là trốn, không biết tại sao mà trốn nhiều như vậy. Người ta trốn xong rồi đó, kiểu như là người ta trốn, người ta không chịu đi về đó các bạn. Bị bắt một cái là phải về, mà về là không được bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa, cho nên người ta không dám về. Mà khi mà người ta như vậy đó thì trời ơi, bị dồn lại một đống người làm ở việc ở Hàn Quốc, cho nên là rất là thiếu việc. Cho nên là trước khi các bạn đi qua đây, các bạn đi du học, các bạn phải lưu ý cái điều đó nha. Rồi thì cái này cũng không phải là nói xấu hay là mình ngồi mình nói tiêu cực về Hàn Quốc, nhưng mà các bạn phải để ý nè, là ở Hàn Quốc rất là ít trộm cướp hoặc là giết người. Thường thì ít lắm, rất là ít, có thì vẫn có nhưng vẫn rất là ít, cho nên là các bạn đừng có lo lắm. Nhưng mà tại vì cái người ta phát triển lắm, cho nên là cái đời sống về nhu cầu, về tinh thần người ta, mình thấy là có nhiều người Hàn người ta cảm thấy cái nhu cầu về cái chuyện đó, cho nên là có nhiều người rất là biến thái các bạn nhé. Ở Hàn Quốc rất là nhiều trường hợp biến thái, đặc biệt các bạn có thể coi một cái clip dạo gần đây là có một cái chị gì đó đi vào trong nhà đó, xong rồi có một cái ông kia ông đi theo, ông chỉ cần bà chị đó vừa mới bước vào nhà, ông ấy chỉ bay ra một phát đập vào cái cửa để mà mở vào. Nhưng mà rất hay như chị đấy, với sức mạnh của công lý, cái cửa đóng cái bụp lên một cái, ông ấy không kịp đẩy cửa vào nữa, ông ấy ngồi đứng ông gõ hoài để mà kêu bà ấy mở ra đó. Mà cũng hên là chị ấy là chị cũng biết là ông này ghê gớm hay là gì đó rồi, nên là chị ấy không mở cửa ra. Nếu mà chị ấy chỉ cần chậm một giây thôi là chị ấy có ngày là chị ấy bị này nọ loại chai trong cái nhà của chính chị ấy. Cho nên là các bạn phải cẩn thận nè. Và đặc biệt là ở Hàn Quốc á, rất là nhiều người biến thái các bạn nhé. Các bạn nhìn như vậy thôi, Hàn Quốc có nhiều người biến thái, và đặc biệt là họ hơi giờ âm á, hơi ấy một chút xíu. Thậm chí là đôi khi có một lần mình gọi là mình đang xài một cái app KakaoTalk, xong nói chuyện mà cho mình để tìm kiếm bạn xung quanh đó, mình ngồi bấm chơi, xong rồi có một lần thì mình nhận được một cái tin nhắn từ người ta tới là có đi làm thêm không,
Làm thêm ở đây không phải là các bạn đi làm thêm quán nhà hàng hoặc các bạn đi làm thêm nhân viên phục vụ đồ này nọ đâu. Làm thêm ở đây nghĩa là các bạn đi làm cái chuyện ấy cho người ta đấy. Mà cái này người này lại là người đàn ông nhé các bạn nhé. Người đó nhắn tin với mình, người ta biết mình là con trai, người ta vẫn nhắn tin kêu là ê có làm i3 không, làm i3 nhanh không, chỉ cần 5-10 phút thôi là thế được khoảng 5 man 6 man là khoảng 1 triệu mấy Việt Nam thế. Nghe thì nghe vậy thôi chứ ai mà dám làm đúng không các bạn. Mặc dù là có cần tiền nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận về trong những cái việc như vậy nhé. Và cái tâm huyết mà mình muốn truyền tải cái nội dung cuối cùng cho các bạn ngày hôm nay đó chính là các bạn ạ, đặc biệt là người Việt Nam tụi mình á, là khi mà qua đây các bạn đừng có lừa gạt người Việt Nam. Lừa gạt ai thì cũng đã là việc cái việc xấu rồi, nhưng mà làm ơn đừng có lừa gạt người Việt Nam. Cái đám du học sinh Việt Nam mà đi qua Hàn Quốc du học là cái đám học sinh tội nhất. Tội nhất. Thường thì đa số mấy đứa Việt Nam á mà nó bị lừa. Bị lừa là sao? Bị lừa trường hợp thứ nhất là tại vì nó muốn đổi tiền để mà chuyển về Việt Nam hoặc là gửi tiền từ Việt Nam qua. Mà khi mà người ta đã đổi tiền như vậy rồi, chỉ có hai trường hợp thôi. Một trường hợp là tụi nó dành dụm tiền đồ này nọ để nó gửi về cho gia đình người ta, gửi về cho ba cho mẹ để mà cũng như là cái gọi là cái báo đáp, gọi là cái trả lại cái tiền mà mình đã mượn của bố mẹ để mà đi du học, đó là rất là tội rồi. Trường hợp thứ hai là tội hơn, đó là tụi nó không còn tiền nữa, tụi nó năn nỉ ba mẹ gửi từ Việt Nam gửi qua Hàn Quốc. Mà hai trường hợp đã nghe thảm lắm như vậy rồi mà có rất là nhiều người, người ta nỡ đành lòng, người ta lừa đảo, người ta nói là ê để tao chuyển tiền giùm cho đồ này nọ, xong rồi có nhiều đứa học sinh nó khờ quá, nó nghe xong thế là bị mất quá trời tiền luôn. Và cái trường hợp đó gọi là trường hợp không có hề hiếm ở Hàn Quốc, rất là nhiều nhưng mà nhiều bạn vẫn bị. Cho nên là các bạn phải cẩn thận trong cái việc chuyển tiền như vậy. Và cũng có một số trường hợp là có người ta lừa đảo bằng cách là người ta giả vờ nói là ê tao kiếm việc làm thêm cho mày, mày chuyển tiền cho tao đi. Mà mấy đứa mà đi xin việc làm thêm là mấy đứa tội lắm luôn các bạn ạ. Mấy đứa xin việc làm thêm là mấy đứa kiểu như là nó hết tiền rồi, nó đi kiếm việc hoài mà không hề có việc để cho tụi nó đi làm. Mà nó nhờ đến dịch vụ, nghĩa là nó mất hết toàn bộ cái hy vọng của nó, không còn cách nào để nó kiếm tiền để mà có thể chia trả cho cuộc sống du học bên này nữa. Mà nó đã làm như vậy rồi mà có nhiều người ta nở đành lòng các bạn. Người ta nói là ê để tao kiếm việc cho, bây giờ mày chuyển khoản cho tao đi, chuyển khoản xong rồi người ta bay mất tiêu luôn các bạn ạ. Rất rất là tội. Cho nên là đáng lẽ là cái dòng này, là cái khúc này là mình nói là các bạn khi các bạn qua Hàn Quốc á, thì các bạn đừng có nên tin người Việt Nam, đừng có nên tin tưởng người Việt Nam. Nhưng mà mình không dám nói như vậy. Nếu mà mình nói như vậy xong thì sẽ có nhiều bạn ở dưới, người ta sẽ phản phá là kêu ờ ơi mày ơi mày cũng là người Việt Nam mà bị đặt nói như vậy rồi cái đồ bị đặt ngồi nói này nói nọ. Nhưng mà thực tế là mình muốn truyền tải cái thông điệp đó nhưng mà mình không dám, cho nên mình mới nhắn lại qua cái vlog này là các bạn người Việt Nam ơi, lừa ai cũng được nhưng mà đừng có lừa người Việt Nam, rất là tội các bạn ạ. Ok, và vlog ngày hôm nay mình muốn nhắn nhủ cho các bạn những cái điều mà các bạn phải cẩn thận khi các bạn đi qua đây du học hoặc là qua đây sinh sống hoặc làm việc nha các bạn. Ok, và vlog ngày hôm nay là kết thúc rồi. Nếu các bạn có cái điều gì đó các bạn muốn chia sẻ cho những bạn khác nữa về cái cuộc sống Hàn Quốc của các bạn đó, các bạn có thể comment ở phía dưới để có nhiều người ta có thể chia sẻ cho các bạn thì sao. Ok, bye bye.